Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Spot Hùng đây và lâu lắm rồi thì chắc hẳn là mọi người không nhìn thấy mặt của Hùng. Vì lâu lắm rồi thì Hùng không làm cái video mà quay mặt của mình. Thì hôm nay Hùng sẽ xuất hiện tại cái video này và Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một cuốn bí kíp để giúp mọi người chơi cầu lông tốt hơn. Ok, xin giới thiệu mọi người. Đây là một cuốn sách có tên là Giáo trình cầu lông. Đây chính là cuốn sách giáo trình được sử dụng để giảng dạy chính thức tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Và trong cuốn sách giáo trình này thì nó có những cái gì? Hùng phải khẳng định là nó có tất cả những gì về cầu lông mà mọi người cần. Cuốn sách này dành cho ai? Cuốn sách này nó dành cho tất cả những ai muốn chơi cầu lông tốt hơn, dành cho các vận động viên cầu lông phong trào, dành cho các vận động viên chuyên nghiệp, dành cho các huấn luyện viên cầu lông và dành cho cả ban tổ chức các giải đấu cầu lông nữa. Thì trong cuốn sách này, nếu mà bạn là người chơi cầu lông phong trào thì Hùng nghĩ rằng bạn sẽ cần đến ba nội dung, quan tâm đến ba nội dung chính trong cuốn sách giáo trình cầu lông này. Nội dung thứ nhất đó là về kỹ thuật cầu lông. Trong kỹ thuật cầu lông thì nó có các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật cầu lông và đặc biệt là hướng dẫn các bạn chi tiết về các kỹ thuật cầu lông, các kỹ thuật cầu lông cơ bản và kỹ thuật cầu lông, một số vài kỹ thuật cầu lông nâng cao hơn một chút. Ví dụ như cầm cầu, phát cầu, ve cầu, đập cầu, chém cầu. Đấy, rất nhiều các kỹ thuật cầu lông cơ bản. Rồi các kỹ thuật về di chuyển, không những kỹ thuật về tay mà các kỹ thuật di chuyển một bước, di chuyển hai bước, di chuyển bước kép, tất tần tật các thứ cơ bản và một số cái nâng cao mà mọi người có thể tìm thấy ở đây. Tiếp theo nữa đó là trong cuốn sách này thì Hùng yêu thích nhất. Đó là cái phần chiến thuật về cầu lông. Thực sự đọc nó rất là hay. Thực sự Hùng đã đọc và nghiên cứu nó rồi, Hùng thấy thực sự rất là hay, rất là bổ ích. Khi mà mình đã nắm được về cái chiến thuật rồi ấy, thì khi cảm giác mình thi đấu trên sân, mình cảm giác nó rất là tự tin. Có một cái gì đó để cho mình tự tin hơn rất là nhiều. Cũng chính là sự tự tin đó sẽ khiến chúng ta đỡ bị tâm lý hơn. Hùng khẳng định luôn mọi người ạ. Cũng như là nếu mà mọi người thực hiện đúng kỹ thuật và mọi người nắm được mấu chốt của kỹ thuật thì Hùng khẳng định rằng mọi người cũng sẽ tự tin và đánh cầu bớt tâm lý hơn hẳn. Và cái yếu tố thứ ba, cái nội dung thứ ba hay nhất trong quyển sách này, sau chiến thuật cầu lông nữa, kỹ thuật rồi này, chiến thuật rồi này, thì nó có một phần nữa đó là huấn luyện thể lực và tâm lý cho vận động viên. Cái phần này rất hay và đặc biệt là rất nhiều người quan tâm đến phần tâm lý thi đấu đúng không ạ? Thì nó sẽ có tất cả ở trong đây. Và phần kỹ thuật thì nó không những là phân tích các nguyên tắc cơ bản kỹ thuật cầu lông và nó phân tích, nó hướng dẫn bạn chi tiết về chân tay như thế nào, mà nó còn có các lỗi sai thường gặp để mọi người phát hiện ra, để mọi người biết rằng mình sai ở chỗ nào thì mọi người cũng có thể sửa. Và các bước di chuyển các thứ thì nói chung là nó khá hay. Nếu mà mọi người muốn học cơ bản lại từ đầu và muốn tiến bộ hơn ấy, thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một lựa chọn cho bạn. Ok, đầu tư cho mình một cuốn sách. Cuốn sách này thì chỉ được bán tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh thôi. Nhưng Hùng đã mang nó về phòng của Hùng đây rồi. Hùng vừa mới lấy 100 cuốn mang về phòng đây rồi. Và ai 20 người mua đầu tiên thì Hùng sẽ để cho mọi người một mức giá ưu đãi. Cuốn sách này đang được bán với mức giá 140.000 tại các quầy sách tại trường Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Và 4 và 20 người đầu tiên mua cuốn sách này Hùng sẽ để mức giá ưu đãi là 100.000. Và mức giá Hùng bán bình thường cũng sẽ tốt hơn giá ở đó. Và mức giá sẽ là 120.000 trên cuốn. Xin lưu ý nha, 20 người đầu tiên mua cuốn sách này sẽ được mức giá 100.000. Còn về phí ship thì mọi người tự thanh toán nha. Giá ưu đãi lắm rồi. Cái này thực chất thì Hùng đọc Hùng thấy hay, Hùng muốn chia sẻ với mọi người thôi. Chứ còn nếu mà bảo tính lãi thì nó cũng có lãi đấy, nhưng nó cũng chả đáng bao nhiêu cả. Còn đây, mọi người nhìn thấy hai cuốn sách này nó khác nhau ở chỗ nào ạ? Ok, đơn giản, nó khác nhau ở chỗ bởi vì cuốn sách bên này thì nó đã rất là cũ rồi. Bởi vì Hùng đã nghiền ngẫm nó rất là khá nhiều. Tại sao nó bị nát như này? Bởi vì mỗi lần Hùng đánh mồ hôi ra rất là nhiều, Hùng lại mang sách ra đọc. Hùng vừa đọc cuốn sách này, Hùng vừa thực hiện mồ hôi nhễ nhại. Đâm là nó dính hết vào sách, là cuốn sách nó nát thành như này anh em. Ok, anh em có thể xem. Đây, cuốn sách Hùng đọc đây. Mọi người có thể thấy Hùng gạch chân đúng không? Đây, có những phần nào Hùng thấy hay Hùng gạch chân. Đấy. Còn đến cái phần tâm lý thì Hùng vẫn chưa đọc đến. Cơ bản là Hùng đánh cầu bây giờ Hùng cũng khá là ít bị tâm lý. Có lẽ là mình cũng thi đấu khá là nhiều rồi và đánh giải cũng khá là nhiều, cũng như là đánh độ nhiều nên là tâm lý nó cũng đỡ hơn hẳn. Đấy, thì đây là một lựa chọn dành cho anh em. Nếu anh em nào mà muốn tiến bộ trong cầu lông, muốn thực sự tiến bộ trong cầu lông, muốn chơi cầu lông tốt hơn, thì mọi người hãy thử nghiên cứu cuốn sách này xem. Cuốn sách này nó chả đáng bao nhiêu tiền cả. Nó chỉ 100.000, 120.000 một cuốn thôi. Nó rất là rẻ và mọi người còn được Hùng mang nó trực tiếp từ Bắc Ninh về Hà Nội. Và anh em nào cần thì Hùng sẽ ship ngay cho anh em. Rất là nhanh chóng và đơn giản để sở hữu cuốn giáo trình này. Cuốn giáo trình này thì không được bán trên mạng nha anh em. Anh em có lên Tiki hay lên đâu đó mua tìm mua thì cũng không có đâu. Đấy. Nói chung là cuốn sách này nó rất là hay. Anh em nếu mà anh em tiếc tiền thì thôi đừng có mua nhá. Anh em nào muốn mà mình tiến bộ hơn, mà mình nắm được cơ bản hơn, muốn mình có gọi là cái đầu óc tư duy trong đánh cầu hơn, thì Hùng nghĩ rằng đây là một cuốn sách mà mọi người bắt buộc phải đọc, mọi người nên đọc, mọi người ạ.
đừng để phí cái cơ hội này. Hùng mang cái cơ hội này cho mọi người rồi, Hùng giới thiệu đến mọi người rồi. Cái việc của mọi người đó là sở hữu nó và nghiên cứu nó. Và đặc biệt nghiên cứu không thì chưa đủ. Nếu mà mọi người biết nhưng mọi người không hành động thì nó cũng sẽ chả phát huy tác dụng gì. Có nghĩa là sau khi mọi người đọc trong cuốn sách này và mọi người thấy nó hay rồi, chiến thuật hay rồi, thì mọi người hãy tìm cách áp dụng nó vào thực tế trong những trận đấu của mọi người. Và hãy luôn suy nghĩ về các chiến thuật này trong những lúc chúng ta thi đấu. Hãy luôn dùng đầu óc để phân tích xem đối thủ đang đánh như nào và chiến thuật áp dụng để ứng phó lại đối thủ như nào, thì trong cuốn sách này sẽ nói cho mọi người biết. Ví dụ như rất thích một số chiến thuật, ví dụ như khi gặp đối thủ yếu ve thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào, khi gặp đối thủ phòng thủ trái yếu thì chúng ta làm như nào, phòng thủ phải yếu chúng ta làm như nào, gặp đối thủ ve yếu các thứ. Nói chung là trong cuốn sách này nó có rất nhiều thứ hay và bổ ích. Cuốn sách này nó 467 trang, đang bán mức giá 140 tại Đại học Thể dục Thể thao Từ Sơn Bắc Ninh. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trực tiếp đến đấy. Tuy nhiên thì Hùng đã mang nó đến đây cho mọi người, giới thiệu cho mọi người rồi. Mọi người cần thì chỉ cần việc nhắn tin cho Hùng, nhắn tin cho Hùng vào cái đường link phía bên dưới nhá. Hùng sẽ để đường link để mọi người nhắn tin phía bên dưới. Thì mọi người hãy nhắn tin cho Hùng nếu mọi người muốn sở hữu cho mình một cuốn giáo trình này, một cuốn sách gần 500 trang, 467 trang, tất cả các thứ về cầu lông mọi người cần. Đấy, nói tóm lại là như thế. Thôi tiện giới thiệu cuốn sách thì Hùng giới thiệu với mọi người một số cái sản phẩm. Ok, mùa hè đến thì rất là nóng, anh em đánh cầu ra rất là nhiều mồ hôi. Thì Hùng nghĩ rằng một chiếc khăn cầu lông, một chiếc khăn thấm mồ hôi như này thì sẽ rất là cần thiết cho anh em trong cái mùa hè oi nóng này. Thì khăn Yonex, khăn cầu lông Yonex thì bên Hùng có hai màu, đó là màu xanh và màu hồng. Cái khăn này thì đang được bán trên thị trường, nó rơi vào mức giá khoảng 150-180 nghìn. Tuy nhiên Hùng nhập có 200 cái thôi nên là giá của nó sẽ rất là tốt. Nếu mà anh em nào mua cùng giáo trình cầu lông ấy thì sẽ được mức giá ưu đãi là 100.000 một chiếc khăn này. Còn nếu mà mua lẻ thì mọi người sẽ mức giá Hùng cũng sẽ để cho mọi người rất là tốt, đó là 120.000 trên một chiếc. Kích thước của khăn nó là 1m nhân với 35 hay 40cm thì nó rơi khoảng 35cm. Đấy, kích thước của khăn là 1m nhân 35cm. Thì với khăn này thì nó rất là thấm mồ hôi. Anh em ra bao nhiêu mồ hôi thì nó cũng thấm hết. Mùa hè này thì nếu mà không có khăn này thì một là mồ hôi nó chảy ra nhễ nhại, rất là khó chịu, rất là trơn tay. Và cùng với đó là chúng ta phải thay rất là nhiều áo, bao nhiêu cái áo cho đủ nếu mà mùa hè này chúng ta chơi cầu đúng không ạ. Thì đây, hãy sắm cho mình hai chiếc khăn để mọi người thay đổi nhau. Nếu bạn là nam, hãy chọn cho mình một chiếc khăn xanh. Và nếu đặc biệt hơn thì bạn cũng có thể chọn một chiếc khăn nữ mà, đúng không? Hùng cũng có một chiếc khăn xanh, hai chiếc khăn xanh và một chiếc khăn nữ. Bởi vì là dùng hai chiếc khăn xanh chán rồi, mình làm thêm cái nữ cho nó đặc biệt. Đấy, thì nếu mà mọi người mua hai chiếc thì Hùng cũng sẽ để giá là 100k trên hai chiếc, 100k trên chiếc, tức là 200k trên hai chiếc. Về phí ship thì mọi người tự chịu nhá. Hùng bán rẻ mà, cái gì Hùng bán cũng rẻ rồi. Nên là ship mọi người tự chịu nhá. Đó, thì khăn lau mồ hôi này rất là mềm mại, thấm mồ hôi thì siêu thấm mồ hôi rồi. Mỗi ngày anh em đánh cầu về thì anh em giặt xong rồi lại hôm sau lại dùng cái khác. Nếu anh em tiết kiệm thì đánh cầu lau xong về giặt xong hôm sau dùng. Còn nếu anh em nào lười hơn thì sẽ dùng hai cái khăn trao đổi cho nhau. Chị em thì có khăn hồng. Biểu tượng Yonex này không phải là in đâu mọi người nhá. Đây là 100% là thêu nhá. 100% là thêu nhá, và khăn này khăn bông cực kỳ thấm mồ hôi, dùng rất là mềm mại, rất là dễ chịu. 120.000 trên một chiếc thôi mọi người nhá. Mua hai chiếc sẽ được mức giá là 100.000. Cùng với đó tiện thể giới thiệu với anh em luôn. Đây luôn. Tất Yonex chính hãng. Màu hồng là của nữ, dành cho size từ size 35 đến size 39. Còn màu trắng này là của nam, dành cho từ size 40 đến size 45. Đây, túi rất là xịn. Với tất này, ok, đặc điểm của tất này Hùng xin giới thiệu đến mọi người. Tất này thì nó, một, đó là nó rất là dày. Hai, đó là nó rất là thấm mồ hôi. Ba, đó là nó rất êm. Bên trong dày thì nó có, bên trong tất ấy, thì nó có một lớp giống như kiểu lớp bông ấy, thì nó sẽ giúp cho ta thấm mồ hôi rất là tốt và đi rất là êm. Và tất này nó không bị dão, đó là một điều cực kỳ cần lưu ý. Đó là tất này nó không bị dão, có dão nhưng dão rất là ít. Không bị dão thì nghe nó rất là vô lý, bởi vì chả có tất nào đeo mà không bị dão cả. Nó rất là ôm chân, nó không bị dão nhiều và nó rất là mềm mại chứ nó không bị khô. Rất nhiều đôi tất trên thị trường họ bán rất là khô, rất là rát chân, rất là khó chịu. Thì cái này rất êm, thấm mồ hôi và nó không bị hôi nha mọi người. Dĩ nhiên anh em nào mà ủ đôi tất khoảng mẹ cứ đánh xong mồ hôi nhễ nhại ủ vào giày thì kiểu gì nó cũng hôi. Nhưng ý Hùng là nó rất là thoáng và nó hạn chế tối đa cái sự hôi chân. Đó, nó là như thế. Thì đôi tất này có 130.000 một đôi thôi. Hùng treo đấy, 130.000 là giá. Trước kia các shop đang hay bán, hoặc là một số các shop ở quê ấy, ở các địa phương ấy, thì họ vẫn bán cái tất này với mức giá là 120-130.000. Còn bây giờ thì thị trường ngày càng cạnh tranh rồi, thì mức giá này trên thị trường, mức giá trung bình trên thị trường nó rơi vào khoảng 80.000 một đôi. Tuy nhiên, khi mọi người đã gặp được Hùng,
thì bao giờ cũng là mức giá tốt nhất đúng không ạ? Mức giá cho một đôi tất chính hãng, một đôi tất xịn Yonex này chỉ 65.000 trên một đôi thôi. Và anh em nào mua từ 5 đôi trở lên sẽ chỉ có 60.000 một đôi thôi. Có nghĩa là anh em nào mua trên 5 đôi sẽ được mức giá 60.000 một đôi thôi nha mọi người. Nếu mà mọi người tiện mua thì thôi rủ luôn thằng chơi cùng, rủ luôn anh em trong câu lạc bộ mua. Đấy, 5 đôi hai thằng chia nhau, một thằng 3 đôi, một thằng 2 đôi, hoặc là 3 thằng chia nhau, một thằng 1 đôi, hai thằng 2 đôi. Hoặc mua luôn 6 đôi đi, mỗi thằng 2 đôi thì được mức giá là 60.000 trên một đôi nha mọi người. Tất rồi lấy xịn. Mọi người mua tất fake 50.000, mua tất xịn 60.000, mọi người lựa chọn thế nào? Ok, Hùng khẳng định là mọi người đều là những con người thông minh. Đấy thì hôm nay Hùng làm cái video này để giới thiệu đến mọi người. Và trọng điểm mà Hùng muốn giới thiệu đến mọi người cuốn giáo trình cầu lông này, phải nói nó sẽ là một cuốn sổ tay, một cuốn cẩm nang, một cuốn bí kíp giúp cho mọi người sẽ chơi cầu lông tốt hơn, tiến bộ hơn mỗi người ngày và khiến cho mọi người tự tin hơn trong cái quá trình chơi thi đấu cũng như là tập luyện cầu lông. Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của Hùng. Nếu mọi người muốn mua cuốn sách này, hãy ấn vào cái đường link phía dưới mô tả của cái video này. Dưới mô tả video này có thể là video trên YouTube hoặc là có thể là video trên Facebook của Hùng. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, hãy sở hữu ngay cuốn bí kíp này. Vâng, rất giá trị, rất hữu dụng ạ. Mọi người có thể học kỹ thuật qua mạng, nhưng mọi người không thể học được chiến thuật, mọi người không thể học được cách huấn luyện tâm lý hay là thể lực thì cũng có thể học được. Và mọi người cũng sẽ không thể phát hiện ra lỗi sai của mình trong kỹ thuật khi mà mọi người xem video. Nhưng trong cuốn sách này nó sẽ chỉ ra các lỗi sai phổ biến mà những người chơi cầu lông thường gặp phải. Và Hùng chúc cho mọi người sẽ chơi cầu lông ngày càng tốt hơn, tiến bộ hơn và đạt được những thành tựu nhất định trong cái bộ môn cầu lông này. Chơi cầu lông không phải, với Hùng, chơi cầu lông không phải chỉ để khỏe, không phải chỉ để rèn giữ sức khỏe, mà chúng ta phải theo đuổi những mục tiêu, chúng ta phải chinh phục những chiếc huy chương đúng không ạ? Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.